Thu Phương rất vui khi được trở lại với các bạn trong chương trình giới thiệu sản phẩm mới của trang mua sắm trực tuyến Meta.vn. Quý vị thân mến, với thời tiết khí hậu của miền Bắc, nóng về mùa hè và lạnh về mùa đông, thì việc lựa chọn một thiết bị sưởi ấm hay là làm mát cũng không mấy dễ dàng gì đối với mọi gia đình. Cũng có rất nhiều người đặt ra câu hỏi, làm thế nào để lựa chọn được thiết bị vừa có khả năng làm mát về mùa hè, lại sưởi ấm về mùa đông? Và để trả lời câu hỏi này, thì trong video ngày hôm nay, Meta xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Đó chính là chiếc quạt làm mát và sưởi ấm Uti Ekkagi CR018H. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá chi tiết về sản phẩm này. Hãy tiếp tục theo dõi video để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích nhé. Như các bạn có thể quan sát thì chiếc quạt tháp Uti Ekkagi CR018H này có thiết kế hình tháp độc đáo, sang trọng và tinh tế. Sản phẩm có chiều cao 101cm cùng đường kính chân đế 23,5cm cho phép bạn dễ dàng di chuyển quạt từ phòng này sang phòng khác, tiết kiệm diện tích, phù hợp cho nhiều không gian. Phần thân ống làm bằng hợp kim nhôm đúc, không chỉ sang trọng, hiện đại mà còn sở hữu độ bền cao, không biến dạng trong quá trình sử dụng. Quạt có thiết kế tạo luồng gió thẳng thông minh, không gấp khúc, giúp tăng hiệu suất gió và tiết kiệm điện năng. Sản phẩm sở hữu bảng điều khiển cảm ứng hiện đại và có màn hình LCD hiển thị rõ ràng, cho bạn dễ theo dõi. Quạt có điều khiển từ xa đi kèm với khả năng kết nối trong phạm vi 15m, rất tiện lợi. Với chức năng làm mát thì chúng ta có thể chọn chế độ gió tự nhiên. Ở chế độ này thì gió sẽ mạnh. Hoặc muốn gió chậm hơn thì chọn chế độ ngủ. Các bạn có thể sử dụng phím cộng trừ để tăng giảm tốc độ. Chọn phím quay để quạt đảo hướng. Chọn phím hẹn giờ để hẹn giờ tắt quạt. Ngoài ra, quạt còn có chế độ sưởi ấm. Các bạn sử dụng phím có biểu tượng mặt trời để kích hoạt chức năng sưởi ấm. Uti Ekkagi CR018H có hai chức năng làm mát và sưởi ấm 2-trong-1, hiện đại và thông minh. Quạt có thể quay tối đa lên đến 80 độ, sẽ đưa gió hút tuần hoàn trong phạm vi 5m, khu vực gió tốt nhất là từ 0,5 đến 2,5m, khu vực gió nhẹ nhàng là từ 2,5 đến 5m. Công suất làm nóng đạt 2000W với 4 mức nhiệt lựa chọn. Người dùng có thể cài đặt nhiệt độ từ 1 đến 30 độ C. Nếu nhiệt độ cài đặt cao hơn nhiệt độ môi trường, chức năng sưởi ấm sẽ tự động bật. Hoặc nếu đặt nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường, quạt sẽ tự tắt chức năng sưởi. Quạt sưởi áp dụng công nghệ gia nhiệt bằng thanh ceramic hiện đại nhất hiện nay cho hiệu quả làm ấm nhanh hơn so với các công nghệ sưởi truyền thống, đồng thời tản nhiệt nhanh hơn. Quạt tháp Uti áp dụng kỹ thuật tăng áp tuabin băng tải, giúp gió lưu thông nhẹ nhàng như gió tự nhiên, phân phối rộng đều khắp phòng, tốt cho làn da và hệ hô hấp. Không những vậy, Uti Ekkagi CR018H còn trang bị màng lọc pre-filter sẽ tạo bầu không khí trong phòng luôn trong lành và thoáng đãng. Quạt sưởi ấm không đốt cháy oxy, không khí được lưu thông tốt hơn, không bí thở. Quạt tháp sưởi ấm và làm mát Uti Ekkagi CR018H an toàn tuyệt đối với trẻ nhỏ. Công nghệ làm mát độc đáo với quạt không cánh rất an toàn nếu vô tình trẻ em chạm phải. Quạt sẽ tự động dừng hoạt động khi có hiện tượng nghiêng đổ. Có tính năng bảo vệ khi quá nhiệt. Luồng gió nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn với trẻ sơ sinh. Quạt tháp Uti thiết kế với 4 lớp tiêu âm, đế tiêu âm, buồng cách âm, vòng giảm thanh và lớp vật liệu cách âm giúp vận hành không phát ra tiếng ồn, rất dễ chịu. Quạt tháp sưởi ấm và làm mát Uti Ekkagi CR018H thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và tinh tế, dễ dàng di chuyển. Công suất làm nóng mạnh mẽ 2000W, điều chỉnh được nhiệt độ, cài đặt nhiệt độ từ 1 đến 30 độ C, sở hữu 4 chế độ sưởi ấm, 9 chế độ làm mát, bảng điều khiển cảm ứng thông minh, màn hình LED hiển thị, có điều khiển từ xa, chế độ hẹn giờ từ 1 đến 8 tiếng. Sản phẩm sử dụng an toàn cho trẻ nhỏ. Khả năng xoay được 80 độ. Tự ngắt khi nghiêng đổ. Tính năng bảo vệ khi quá nhiệt. Không đốt cháy oxy không khí, dễ thở. Những thông tin vừa rồi đã chính thức khép lại video ngày hôm nay và Thu Phương tin rằng chiếc quạt tháp Uti Ekkagi CR018H này là lựa chọn hoàn hảo và tiết kiệm cho gia đình bạn. Để đặt mua sản phẩm, hãy click vào đường link mô tả dưới video này hoặc liên hệ tới hotline tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028 3833 6666. Meta giao hàng trên toàn quốc và miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh đối với sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Meta.vn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.